Xin chào các em ha. Câu 29 thì sẽ có hai cách giải bài này. Cách thứ nhất là cách giải chậm bằng phương trình cho nhận, và cách thứ hai là chúng ta sử dụng bảo toàn nhé. Nhưng mà muốn nhanh thì phải chậm trước. Cách 1. Thì chúng ta sẽ có M gam hỗn hợp gồm này Cu Fe2O3. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cộng với axit citric loãng như. Thì ở đây chúng ta sẽ phải hình dung á, là nó có hai cái phương trình phẫn xảy ra. Đầu tiên là Fe2O3 cộng với axit sulfuric này để được Fe2S4 3 lần cộng nước, đúng chưa? Rồi sau đó phương trình thứ hai đó là đồng sẽ tác dụng với muối sắt 3 thành muối đồng 2, muối sắt 2. Mà vì là cuối cùng á là chúng ta vẫn còn chất rắn không tan ở đây, chất rắn không tan là chính là đồng. Đồng còn dư. Đó. Mà vì đồng còn dư nên là muối sắt 3 của chúng ta sẽ phải hết, đúng chưa? Rồi sản phẩm chúng ta đây có nước này. Chúng ta có 0,328 gram đây. Là đồng. Đồng còn dư lại sao phản ứng. Mà đồng còn dư có nghĩa là muối sắt 3 là phải hết, có nghĩa là trong dung dịch của chúng ta này sẽ có muối đồng sunfat và muối sắt 2 sunfat. Và đồng thời là chúng ta có axit citric loãng dư nữa. Ở đây. Thì dung dịch của chúng ta ở đây là cho tiến hành tác dụng với kali permanganat. À, tác dụng vừa đủ, và chúng ta sẽ thấy là cái số mol ở đây là 0,048 này. Thì phải xác định ngay mangan cộng 7 ở đây sẽ giảm thành mangan cộng 2 trong muối. Trong muối là mangan sunfat ha. Còn cái sắt 2 của chúng ta ở đây đó, nó sẽ tăng lên sắt 3 cộng trong muối. Sắt 3 cộng. Sắt 3 cộng. Có nghĩa là ở giai đoạn sau này, giai đoạn sau này này, các bạn sẽ dùng một cái cho nhận nhé. Giai đoạn sau. Đấy, thì chúng ta vẽ cho nhận ra. Ok. Thì chúng ta sẽ có đây là sắt từ cộng 2. Rồi cho đi một electron để biến thành sắt 3 cộng. Sắt 3 cộng. Còn nhận ở đây là mangan cộng 7 này sẽ nhận 5 electron để biến thành mangan cộng 2. Chúng ta làm từ từ, chúng ta làm như vậy ha. Thì bạn sẽ thấy đây, thay đổi số mol này là 0,048 thì số mol electron ở đây chúng ta là 0,24. Thì bạn thay cái 0,24 này qua bên này cho nhận bằng nhau. 0,24. Đấy, thì sắt 2 ở đây sẽ là 0,24 mol. Rồi, đây ta sẽ điền lên như này. Nhá. Với sắt 2 là 0,24. 0,24 mol. Thì các bạn dùng bảo toàn nguyên tố sắt nha. Bảo toàn nguyên tố Fe. Chúng ta sẽ có ngay được cái số mol của oxit này là 0,012 mol. Điều tiếp theo là chúng ta sẽ cần cái số mol đồng sunfat này là bao nhiêu. Nếu các bạn chưa nhớ được phương trình thì các bạn phải hiểu là cái đồng sunfat được sinh ra như thế nào. Đúng không? Thì đồng sunfat ở đây nó được sinh ra theo cái phương trình đó là đồng cộng với muối sắt 3 sunfat. Muối sắt 3 sunfat ở đâu? Fe2O3 này cộng với axit sulfuric này thành muối sắt 3 sunfat. Và đồng sẽ tan trong muối sắt 3 đó thành muối đồng sunfat và muối sắt 2 sunfat. Đó. Các bạn sẽ thay số mol muối sắt 2 sunfat là 0,24 mol vào đây này. Các bạn sẽ có cái đồng phản ứng ở đây là 0,12 mol. Nhớ đây là đồng phản ứng nhé, cái lượng nó phản ứng ở đây. Chúng ta sẽ còn đồng dư đây nữa này. Đấy. Vậy thì cuối cùng là M gam chất rắn ban đầu mà đề bài yêu cầu là hỗn hợp gồm Fe đồng và Fe2O3 đó. Thì cái M gam này của chúng ta nó sẽ bằng nhá. Bằng lượng đồng lúc ban đầu. Đúng chưa? Bạn cộng thêm cái khối lượng của Fe2O3 nữa. Đó, và sẽ bằng tiếp này, đồng ban đầu là như thế nào? Đồng nó phản ứng ở đây hết 0,12, nghĩa là 0,12 nhân 64. Rồi cộng cái lượng đồng dư là 0,328. Đó là đồng lúc ban đầu. Cộng khối lượng Fe2O3 là 0,12 nhân cho 160 này, các bạn sẽ bấm sẽ được kết quả sẽ là 27,208. Thầy đã bấm rồi nhá, 27,208 gam. Vậy đáp án chọn là câu A. Cách này là cũng khá là nhanh rồi. À, nhưng tuy nhiên thì cách này chúng ta vẫn phải viết phương trình. Phải viết phương trình ha. Rồi chúng ta cũng phải chia thành các giai đoạn. Còn cách thứ hai sẽ nhanh hơn. Chúng ta không cần chia giai đoạn ha. Áp dụng các định luật bảo toàn và không cần chia giai đoạn. Thế đây đến cách 2 sẽ nhanh hơn nhé các bạn nhé.
Rồi, cách 2, câu số 29 này. Rồi, sau đây là cách số 2 ở câu 29. Đấy, câu giống như vậy nhưng mà ta sẽ làm nhanh hơn. Chúng ta tóm tắt đề một chút. M gam gồm có đồng và Fe2O3, và ta chú ý lưu ý cái số oxy hóa của đồng là 0 này, cộng với H2SO4. Tất nhiên chúng ta sẽ thu được nước, Fe2O3 cộng được nước. 0,328 gam này là đồng dư, đồng còn dư lại sau quá trình phản ứng, được chưa? Mà vì đồng còn dư nên trong dung dịch muối của chúng ta đó là có muối đồng 2 cộng này, có muối sắt 2 cộng, và tất nhiên là phải kèm theo gốc sunfat SO42 trừ rồi, được chưa? Sau các bạn cho cái này cộng với KMnO4 nha, KMnO4 thì mangan cộng 7 ở đây sẽ biến thành mangan cộng 2 đó. Đồng thì nó vẫn là đồng 2 cộng thôi, nó không có phản ứng gì cả. Còn sắt 2 này khi tác dụng với KMnO4 thì lên muối sắt 3. Các bạn lưu ý giúp thầy là ở đây chúng ta sẽ nhìn vào cái sự thay đổi số oxy hóa. Đồng ban đầu là 0 đó, tất nhiên nó còn dư ở đây và một phần biến thành muối đồng cộng 2, như vậy nó có cho electron. Còn cái sắt của chúng ta là cộng 3 ở đây thì các bạn thấy là nó không hề thay đổi về số oxy hóa, nên cái cho nhận ở đây chúng ta có thể bỏ qua sắt 3 cộng. Chúng ta áp dụng ngay cho nhận. Nếu bạn nào đủ nhanh thì chúng ta không cần vẽ bảng cho nhận này cũng được, vì khá là dễ có thể nhận ra. Đồng từ 0 này cho đi 2 electron để biến thành đồng 2 cộng. Các bạn lưu ý là đồng đây chỉ là đồng cái lượng phản ứng nhé, chưa tính đến đồng dư. Còn nhận ở đây tất nhiên là mangan cộng 7 này. Các bạn nhiều làm quen rồi thì các bạn sẽ biết là mangan cộng 7 sẽ nhận 5 electron thành mangan cộng 2 ngay, và không cần biết cái quá trình cho nhận này, bấm máy thôi. 0,048. 0,048 ở đây các bạn nhân qua cái này sẽ là 0,24. Đó, 0,24. Thì thay 0,24 có bên đây, các bạn sẽ có ngay được đồng đã phản ứng là 0,12. Nhớ đây là đồng phản ứng thôi các bạn nhé, cái lượng nó đã phản ứng thôi. Đấy, phản ứng là 0,12. Thế bây giờ làm sao mà chúng ta sẽ tìm được Fe2O3? Các bạn sẽ nhìn này, chúng ta sẽ điền ở đây là 0,12 trước nhé. Đồng 2 cộng 0,12 này, phản ứng đấy. Đặt số mol của cái này là amon, Fe2O3 là amon. Các bạn có thể dễ dàng biết được cái số mol của sắt, của axit sulfuric này là 3A. Đó, thì cái H nó sẽ gấp đôi, H gấp đôi O. O là 3A ha, thì H sẽ là 6A, mà trong này có 2H rồi nên số mol axit sulfuric là 3A. Vậy ta điền qua đây, gốc sunfat chỗ này sẽ là 3A này. Đó. Còn sắt, bảo toàn nguyên tố sắt thì chỗ này chúng ta sẽ có được A nhân 2 là 2A. Vậy thì chúng ta sẽ bảo toàn điện tích trong cái dung dịch đó. Đó, số mol điện tích dương này bằng số mol điện tích âm. Rất nhanh là chúng ta sẽ có được là 0,12 nhân 2 là của đồng, 2A nhân 2 là của sắt 2 cộng bằng điện tích âm là 3A nhân cho 2. Thì từ đó các bạn cũng giải rất nhanh, các bạn sẽ có được A bằng 0,12 mol. Và chỉ số M chúng ta giải tương tự ha, M bằng M đồng phản ứng. Đồng phản ứng là 0,12 ở đây nhân 64 cộng với lượng đồng dư là 0,328 cộng thêm khối lượng của Fe2O3, A là 0,12, các bạn nhân cho 160 ha. Và kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ vẫn là như vậy là 27,208 gam. Đó, nhưng cách làm này sẽ nhanh hơn. Và bạn nào thật là nhanh thì cái chỗ cho nhận bạn quen bạn bấm máy thôi, chứ không nhất thiết là phải ghi cho nhận. Đấy nhá, cách giải câu 29 theo cách 2. Rồi, như vậy là tương tự như câu 29 thì câu 20 chúng ta sẽ xử lý nhanh nhá, không biết phương trình các kiểu nữa. Chúng ta có M gam gồm có đồng, các bạn coi không này, đặt là amon nhé. Rồi, Fe3O4 này á, các bạn bấm số mol nó ra, nó sẽ là 0,02 mol. Và số oxy hóa là 8/3. Còn Fe2O3 này á, các bạn không cần bấm được số mol đâu, vì số oxy hóa của nó cộng 3 nó không có thay đổi nên nó không tham gia, và các bạn cứ để y nguyên là 4,4 gam thôi, không cần bấm mất thời gian nhé. Rồi cho cộng với axit sulfuric thì cái bài này á, nó chỉ bảo là thu được dung dịch ít thôi, người đó chúng ta sẽ thu được nước này. Và dung dịch ít ở đây thì dung dịch các bạn hiểu là thành có muối sắt 2, có muối sắt 3, đồng tan trong muối sắt 3 thành muối đồng 2 cộng, và vì không có kim loại dư nên là sẽ hết ở trong này. Có muối sắt 2 ở đây, muối sắt 3 ở đây. Đấy, dung dịch này có 3 cái muối này. Nên gốc sunfat là không cần quan tâm. Ở đây các bạn cộng với KMnO4 ha. Thì hiểu là mangan này cộng 7 này.
thì biến thành mangan cộng 2. Đồng 2 cộng thì vẫn giữ nguyên là đồng 2 cộng. Còn sắt 2 thì phản ứng lên sắt 3 hết. Đấy. Thì các bạn quan sát về sự thay đổi số oxy hóa là đây là có đồng thay đổi, Fe3O4 thay đổi lên đồng 2 cộng. Fe3O4 này tăng lên sắt cộng 3. Còn sắt cộng 3 này nó không thay đổi nhé. Như vậy mangan cộng 7 biến thành mangan cộng 2. Như vậy là cái cho nhận ở đây nó liên quan giữa các ba chất thôi. Cho là đồng 2 cộng sẽ cho 2 electron thành đồng 2 cộng. Và thầy tin là các bạn ở đây sẽ không cần ghi cái quá trình cho này, vẫn biết đồng cho 2 electron. Đúng chưa? Là 2A sắt Fe3O4 thì là cộng 8/3. Bây giờ nó tăng thành sắt 3. Sắt 3 cộng thì bạn phải nhân 3 lần để cân bằng, như là 9 trừ đi 8 là cho 1 electron. Đúng chưa? Cái này là 0,02 mol này. Thì nó sẽ cho một lượng là 0,02. Đấy. Xét toàn bộ quá trình luôn. Còn đây là nhận electron. Thì mangan cộng 7 ở đây đương nhiên là sẽ nhận 5 electron thành mangan cộng 2. Số mol của KMNO4 đề bài cho là 0,01. Mà thay vào đây 0,01. Vậy thì electron là 0,05. Vậy thì bảo toàn electron chúng ta sẽ có 2A cộng 0,02 bằng 0,05, đúng không? Bảo toàn E. Chúng ta sẽ có 2A cộng 0,02 bằng 0,05. Vậy là bạn sẽ tính được A bằng 0,015. Vậy số mol đồng đã xong. Vậy là khối lượng hỗn hợp ở đây sẽ bằng M đồng 0,015 nhân 64, bạn cộng cho khối lượng của Fe3O4 thì bài cho 4,64 thì thay luôn. Fe2O3 là 4,4 và bấm. Vậy như vậy là 10 gram. Đáp án chúng ta là câu A các bạn nhé. Thế là giải rất nhanh, chúng ta không cần phương trình gì cả đâu. Rồi, chúc các bạn thành công với câu này nhé.